Xin chào tất cả các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, mình lại xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta cùng biết về Hoa hậu người Nga được khen xinh như thiên thần nhé các bạn. Ralina Arabova nhận danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Nga hôm 29 tháng 11. Cô cho biết vinh dự khi được đại diện đất nước thi Miss Universe. Người đẹp chưa có mặt ở Israel. Hiện, chính phủ nước này cấm người nước ngoài nhập cảnh nhưng đặc cách các thí sinh đến thi đấu. Cô có gương mặt trái xoan, tóc, mắt nâu. Trên Instagram, nhiều người kỳ vọng cô có thể nâng cao thành tích của Nga tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Đại diện duy nhất của nước này từng giành vương miện là Oksana Fedorova, năm 2002. Tuy nhiên, cô bị tước danh hiệu sau 3 tháng do không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu. Ralina Arabova 22 tuổi. Có bố là người vùng Caucasus, miền nam nước Nga, mẹ người Tatarstan, cách thủ đô Moscow khoảng 800 km về phía đông. Người đẹp đang sống ở Moscow, học cùng lúc 2 đại học. Cô là sinh viên ngành quan hệ công chúng quảng cáo, Đại học Năng lượng bang Kazan, ngành luật Đại học Tài chính. Ralina là đại diện của Tatarstan tại Miss Russia 2019, giành ngôi Á hậu. Cô yêu nghệ thuật, là fan của hài độc thoại, thể loại bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ có một nghệ sĩ giao lưu trực tiếp với khán giả thông qua việc pha trò, kể chuyện cười, ca hát, làm ảo thuật. Ralina có năng khiếu chơi sáo. Cô đặt ra phương châm sống, không cố gắng thì không thể tiến bộ. Cô là hoa hậu yêu thể thao, biết chơi nhiều môn như bóng rổ, bóng chuyền, trượt băng, trượt tuyết. Người đẹp luôn xây dựng gu thời trang năng động, gợi cảm với các kiểu quần áo ôm, tôn đường cong. Cô chuộng mặc crop top trong nhiều bộ hình và đời thường. Hoa hậu Nga mặc khỏe khoắn với crop top và cây denim. Ralina Arabova có lợi thế giao tiếp tự tin, gương mặt ăn ảnh và khả năng tạo dáng tốt nhờ kinh nghiệm làm mẫu ở quê nhà. Người đẹp phù hợp nhiều phong cách từ ngây thơ, ngọt ngào đến gợi cảm. Trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe, cô dự định mặc thiết kế của Sultan Saliev. Cách điệu từ váy áo truyền thống của vùng Tatarstan. Ngoài Ralina Arabova, một số thí sinh khác như Manor Nadim Dejani, Bahrain, Alan Smith, Mỹ, cũng chưa đến Israel tranh tài. Trong khi đa số đại diện các nước đã tề tựu ở Jerusalem. Họ phải xét nghiệm COVID-19 2 ngày một lần và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Chung kết diễn ra ngày 12 tháng 12 tại thành phố Ailat. Ban tổ chức đề nghị các đại diện mang hành lý gọn gàng vì phải di chuyển nhiều. Như vậy, mình đã chia sẻ cho các bạn và cộng đồng cùng biết và ngắm nhìn về vẻ đẹp tuyệt vời của Hoa hậu người Nga nhé các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và click chuông để có thể nhận ngay nhiều video hay và thú vị khác nhé các bạn. Thân chào các bạn nhé.